một tin vui trong điều trị các bệnh nhân mắc covid-19. Theo Bộ Y tế thì đến tối ngày 26 tháng 3 có 37 bệnh nhân đang điều trị đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 4 lần với sars-cov-2. Đặc biệt là 4 bệnh nhân đã âm tính 4 lần với sars-cov-2 là các bệnh nhân số 29, 45, 53 và 66. Ba bệnh nhân trong số này thì đã bình phục và sẽ được chuyển đến cơ sở điều trị trong ngày hôm nay để tiếp tục được theo dõi sức khỏe. Trong số 153 ca mắc bệnh COVID-19 tại Việt Nam thì đã có 17 ca khỏi bệnh hoàn toàn và xuất viện. Còn 136 bệnh nhân mắc COVID-19 còn lại thì đang được theo dõi và cách ly, điều trị tại 21 cơ sở y tế trong cả nước, đa số đều có sức khỏe ổn định.